mắt của một chuyện con thấy giữa cái sạch rất là cái sự mê tín nó âm thầm phổ biến cũng khá. Con thắc mắc một điều mà từ lâu con không hiểu được, không tìm ra được, có nghĩa là như một con người tỉnh sáng suốt như thế này mà không hiểu cái thần thức của một tâm linh nào đó mà nhập vô rồi hoàn toàn cái người sống này không được, nhưng mà có một cái tài năng lắm, có thể quyến rũ hàng trăm người để mà theo cái sự mê tín dị đoan đó mà có đi đến tình trạng quỷ bán Phật pháp mà không thể là kéo về Phật pháp được. Đây là một cái hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai á, làm thế nào sự tu tập của chúng con á không xảy ra tình trạng này? A Di Đà Phật. Mê tín dị đoan là dây tùng gửi bám lên thân cây bồ đề chánh tín của Phật giáo. Mê tín dị đoan có gốc rễ từ tín ngưỡng dân gian, đạo Khổng, đạo Lão và các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Mê tín dị đoan nó có mặt ở trong sinh hoạt Phật giáo là bởi vì tăng và ni chưa làm hết các phận sự của mình trong vấn đề truyền bá con đường chánh tín cho các Phật tử hiểu. Hiện nay nước Việt Nam mình có khoảng là 16.000 ngôi chùa lớn, trung bình và nhỏ, trên 46.000 tăng ni, chia điều cho 55 tỉnh thành đang có sự hoạt động của Phật giáo. Nhưng có thể nói là ta có chưa có được 1-2% các ngôi chùa tổ chức thuyết giảng vào chủ nhật hàng tuần. Khi mà Phật pháp không được truyền bá thì người Phật tử đi chùa chỉ biết là thắp hương bái giếng, cho nên ai hướng dẫn sao theo vậy, ai nói bậy thì nghe theo, tin theo. Mê tín bắt đầu có mặt. Trong những cái khóa lễ quy y đó, thì cái phần quy Phật, bắt quy thiên thần quý Phật đó, là một cái phương diện rất tích cực để tẩy não các niềm tin mê tín ở người Phật tử tại gia. Rồi vì nghi thức truyền giới đó phần lớn là bằng âm Hán Việt, cho nên người cư sĩ Phật tử không hiểu rằng là đó là những điều cấm ở trong đạo Phật, cho nên tiếp tục thờ phượng các hình ảnh mê tín dị đoan trong nhà của mình, mặc dù đã trở thành Phật tử vài chục năm rồi mà vẫn tiếp tục thờ. Nhiều nhà mới bước vô là thấy thổ địa, ra cuối nhà bếp thì có tao quân, nhìn lên bàn thờ thì có quan công, mẹ sanh mẹ độ, rồi có thượng đế nữa, thần thánh đủ kiểu hết. Có người tự an ủi rằng là thờ dư thừa còn hơn là thiếu, cho nên cứ thờ giống như thờ thập cẩm. Có người nói tiếu hơi chung, cứ thờ hòa đồng tôn giáo để cho thánh ở tôn giáo này phù hộ mình chút xíu, A-la của Hồi giáo phù hộ mình chút xíu, thượng đế của Nho giáo ủng hộ mình chút xíu, là Chúa Trời của Thiên Chúa giáo ủng hộ mình chút xíu. Tham quá trời của đất nên không được cái gì hết. Càng thờ nhiều các thần linh thì chúng ta sống ở trong sự sợ hãi chừng đó. Vì gốc rễ của việc thờ phượng các thần linh đó là do ta không hiểu được nhân quả, không hiểu được khoa học, không hiểu được các quy luật của vũ trụ và các cái nguyên lý diễn ra trong cuộc đời. Ta tưởng rằng là có đấng sáng thế tạo dựng, và những cái hiện tượng như sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn là do thượng đế ghét và trừng phạt một người nào đó do không tuân thủ niềm tin đối với thượng đế. Và do vậy đó, thờ ngài để cho ngài là chiếu cố đến giúp cho mình vượt qua. Nếu thượng đế mà có thật và sống như thế, thượng đế là đáng lên án nhất không ạ? Nhân quả và duyên khởi nó quyết định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Cho nên khi quy Phật đó, là chúng ta được khích lệ là rũ bỏ niềm tin mê tín, không phải vì để cho Đức Phật được độc tôn, mà để cho chúng ta sống một cách tự lập, tự tin. Đức Phật không phải để Đức Phật gia hộ cho mình, mà để học những điều hay, đức tính tốt, giá trị phụng sự, tuệ giác vô lượng, lòng từ bi không giới hạn của Đức Phật. Ta học kiếp này kiếp khác vẫn chưa được bao nhiêu phần trăm so với Ngài.
cho nó thờ Phật khác hoàn toàn với thờ Thượng Đế và các thần trong các tôn giáo. Rất tiếc là cái nghi thức quy ban đầu đó ta không dùng bằng ngôn ngữ thuần Việt để cho người quy hiểu rõ, và ta cũng không có những cái bước kế theo sau là hướng dẫn đến nơi đến chốn cho những người mới đến chùa rũ bỏ được những cái phong tục này. Và trong buổi giảng ta cũng không thể phân tích nó. Buổi quy muốn có kết quả phải kèm theo việc giảng dạy tam quy và ngũ giới. Nếu không giảng dạy thì người ta không biết gì nhiều đâu, và kết quả nó không cao. Đó là cái tác động trực tiếp từ phương pháp lạp đạo của Phật giáo chúng ta. Cho nên giới tu sĩ chịu trách nhiệm một phần rất lớn về những cái phong tục tập quán mê tín đang phổ biến rộng khắp ở trong sinh hoạt ở các ngôi chùa nói chung. Điều thứ hai là người Phật tử ngày nay đã có phước báo hơn là Phật tử ngày xưa. Băng giảng của chư tôn đức, những bậc cao túc đi trước, của các vị đại đức trẻ, các sư cô trẻ bây giờ rất là nhiều, phổ biến trên internet hoặc là dưới hình thức VCD, DVD, cassette, video không thiếu. Nếu ta làm cái tổng kết nhỏ đến bây giờ ta có khoảng trên dưới là vài chục ngàn băng giảng khác nhau. Chỉ cần có lòng ta vào trong các trang web search tên những vị pháp sư mà ta muốn là nó xuất hiện hàng loạt, và nghe từ năm này qua tháng nọ và không lót xuống, đưa vào trong iPod hay là trong ổ đĩa cứng, hoặc là chép thành đĩa MP3, ta nghe vô số mà không tốn bao nhiêu tiền. Như vậy là nhờ nghe pháp ta rũ bỏ được mê tín dị đoan. Nhưng có rất nhiều Phật tử không thấy nghe pháp là một nhu cầu. Sài Gòn cho đến bây giờ thì có khoảng được 55 giảng đường thuyết giảng hàng tuần. Từ khi chúng tôi làm phó trưởng ban Hoằng Pháp tại Sài Gòn thì chúng tôi đã vận động được khoảng 15 giảng đường nữa. Phải gặp rất nhiều khó khăn mới có thể làm được việc đó. Bởi vì rất nhiều chùa không thấy đó là một tầm quan trọng trong vấn đề truyền bá chánh tín của đạo Phật để mang lại làng lạc an vui cho quần chúng. Và có khoảng 160 các cái đạo tràng Bát Quan Trai và tu học của các pháp môn đó, học hỏi giáo lý hàng tuần. Như vậy là Sài Gòn có khoảng là 200 mấy chục lớp, vì những cái chùa như là Ấn Quang đó một tuần giảng đến 6 lần, mùa hạ An Cư giảng đến 8 lần, chùa Xá Lợi là một tuần là 4 buổi thuyết giảng, và nhiều chùa khác cũng có tối thiểu là từ 1 buổi cho đến là 2 buổi. Còn sám hối đó thì phần lớn các chùa đều có giảng vào lúc 7 giờ tối hoặc là 6 giờ tối tùy theo. Cho nên hiện tượng mê tín nó giảm bớt đi. Chỗ nào mà không có giảng kinh thuyết pháp đó, thì mê tín nó bắt đầu được lan rộng. Thì là mê tín cũng có một phần trách nhiệm của người tại gia, tức là không tự tìm hiểu. Hiện nay thì sách vở Phật pháp được in đó, phổ biến có giấy phép đàng hoàng là không dưới 3.000 cuốn, còn pháp thoại dưới hình thức âm thanh đó là vài chục ngàn như chúng tôi vừa nói. Cho nên chỉ cần có lòng là ta có thể học được rất nhiều thứ. Tăng ni mà không chịu nghe pháp hay là không đọc sách Phật đó, thì sẽ trở thành là đầu mối của việc truyền bá mê tín dị đoan cho tín đồ của mình, và cái ảnh hưởng nhân quả tiêu cực đó, ở những người như thế rất là cao. Cho nên là tu sĩ tu học Phật đó, thì ta phải lấy Phật pháp làm nền tảng, chứ không thể nói là tôi lo chuyên tu thôi, tôi không bận tâm đến cái vấn đề học. Thời của Đức Phật đó, vai trò của sự học rất là lớn. Văn tư tu là cả tiến trình của sự tu học đó. Đầu tiên là nghe, giáo dục nó liên hệ đến cái nghe. Upanishad là một cái tác phẩm áo nghĩa thư của Ấn Độ giáo đó, nó có nghĩa đen là ngồi quỳ bên cạnh thầy để học hỏi chân lý. Nó liên hệ đến cái nghe của lỗ tai. Và cái chữ kinh đó, trong tiếng Pali là sutta, nó cũng liên hệ đến cái từ căn là nghe. Cho nên văn tư tu nó phải bắt đầu bằng cái nghe. Nghe có tư duy chứ không phải nghe bằng mê tín, nghe theo cái kiểu mù quáng như các tôn giáo khác đã khích lệ. Cái nào thấy thích hợp ta mới hành trì, và sự hành trì đây là tu đó, nó dẫn đến có kết quả mức độ cao nhất. Như vậy muốn hành trì một cách có kết quả thì ta phải học, mà cái học nó liên hệ đến ngày xưa là nghe, bây giờ là bằng chữ viết thông qua các trường lớp giáo dục. Trong 37 phẩm tuệ đạo thì ta thấy cái vấn đề mà nó liên hệ đến tuệ căn là khá nhiều.
mà muốn phát huy tiểu căn ta phải học Phật pháp thôi, tới đây đến chốn thôi. Ngũ binh mà các vị Bồ Tát là sĩ dương trong giai đoạn Phật giáo đại thừa phát triển mạnh á, phát huy cái phần học, nội điển là trọng tâm, ngoại điển trở thành một công cụ để sĩ dương Phật học, làm cho mỗi một tu sĩ sau khi tốt nghiệp ở đại học Na Lăng Đà, một đại học đầu tiên của Phật giáo và cũng là đầu tiên trên thế giới này, trở thành là cái người thông minh hơn, giỏi hơn các cái lĩnh vực ngành học của thế gian một cái đầu. Người tu sĩ mà giỏi hơn người tại gia một cái đầu đó thì người tại gia mới bội phục. Bởi vì đó hướng dẫn tâm linh nó làm cho có cơ sở để hành trì theo. Cho nên đạo đức không vẫn chưa đủ. Nếu ta phân tích về cái mô hình bát chánh đạo qua ba cái chư vạc giới, định và tuệ, thì giới thuộc về đạo đức, định là vấn đề chuyển hóa tâm, tức là tu, và tuệ nó liên hệ đến sự học. Rất nhiều người cứ hiểu lầm rằng là định là nền tảng để phát sinh huệ, và trí tuệ chỉ phát sinh khi có giới và định mà thôi. Thật ra đó, đây là một trong những cái phương thức vững chãi nhất để có trí tuệ. Còn những cái phương thức khác là học Phật pháp có trí tuệ là cái thành quả của chánh tri kiến. Và chánh tri kiến là gì? Ta chỉ cần học về tứ diệu đế, học về nhân quả, dương khởi, vô ngã, vô thường là ta có trí tuệ. Như vậy phát huy những cái phương diện thực tập và học như thế này đó sẽ làm cho mê tín dị đoan không thể nào bám lên trên thân cây bồ đề được hết rồi. Do đó phải quy trách nhiệm đó cho giáo hội, cho từng ngôi chùa, cho từng vị tăng sĩ một, để chúng ta mới nỗ lực rũ bỏ các cái phong tục mê tín dị đoan đang có mặt khắp đây đó ở các nơi. Phật giáo miền Bắc chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng ở 11 tỉnh thành trong 2 năm vừa qua, thì thấy là cái hiện tượng mê tín là khá phổ biến. Đã bị Phật giáo bị suy vi sau năm 1945. Mỗi một vị tu sĩ bây giờ ở miền Bắc đó, đôi lúc phải bất đắc dĩ gánh vác Phật sự của 5-7 ngôi chùa. Cho nên việc tín ngưỡng và sinh hoạt và tụng niệm đã hết thời gian, không còn thời gian để thuyết giảng. Kể từ khi Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm làm phó thường trực của Thành hội Phật giáo Hà Nội đó, thì mười mấy giảng đường đã được mọc tại thủ đô. Và khi làm trưởng ban hoằng pháp đó, thì cái công việc hoằng hóa giảng kinh thuyết pháp đó đã được nở rộ ở miền Bắc, và đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Nghìn năm Thăng Long của Hà Nội, 2000 năm Phật giáo ở miền Bắc đó, nó đã làm cho miền Bắc trở thành như là thánh địa của đạo Phật. Nhưng kể từ năm 1975 Phật giáo không được phát triển đó, thì ảnh hưởng của mê tín dị đoan đã lan rộng, đó là một nỗi đau. Thì bây giờ nó đang trên đà cái phục hồi lại cái trạng thái Phật giáo ngày xưa. Mà muốn làm như thế thì đòi hỏi đến cái sự đóng góp của rất nhiều các vị tăng sĩ. Việc giảng kinh thuyết pháp á, hiện nay được khích lệ nhưng mà chưa được phổ quát quá theo dạng đó, là mời các vị giảng sư từ chỗ này đến chỗ khác để thuyết giảng. Thì bởi vì nó có những cái khó khăn. Thứ nhất là liên hệ đến tài chánh, vận chuyển giao thông đó, tiền bạc. Mà nếu không có thì các vị giảng sư đâu có thể tự bỏ tiền ra mà đi. Cho nên nó cũng hỗ, nó làm trở ngại một phần cho vấn đề truyền bá chánh tín. Thì thứ hai đó là mỗi một tỉnh thành nó có một cái ban hoằng pháp gồm 25 thành viên chính thức và một số thành viên dự khuyết. Sài Gòn đấy, ngoài 25 thành viên còn có một cái giảng sư đoàn gồm mấy trăm vị. Cho nên cái cơ hội để đóng góp Phật pháp đó, khá nhiều. Nhưng không phải tỉnh hội nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho đoàn giảng sư hay là ban hoằng pháp ở các tỉnh thành khác đến để chia sẻ pháp thoại ở tại địa bàn hay là địa phương của mình. Và do vậy đó, cái hiện tượng giới hạn nhân sự trong từng tỉnh thành đã làm cho Phật pháp không được lan rộng. Chúng tôi là một trong những người khá may mắn ở trong nước và nước ngoài. Ở trong nước khi đi tỉnh thành nào cũng được Chư Tôn Đức thương tạo điều kiện để cho có cơ hội được thuyết giảng. Khi có mặt ở Hoa Kỳ, Úc trong 6 lần trong 6 năm vừa qua đó, thì chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ pháp thoại trên 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau của Phật giáo Việt Nam. Và hiếm có một người nào đó được may mắn tương tự như thế. Chúng tôi rất thầm biết ơn các tôn đức thuộc nhiều giáo hội khác nhau, bất chấp những cái dư luận
và những cái sự công kích cho rằng chúng tôi là nón cói trong nước đi ra, chìa khóa nón cói, và chấp nhận các búa rìu dư luận để tổ chức những buổi pháp thoại tại những ngôi chùa của mình. Có lần bị biểu tình nữa. Cho nên đây đó, mặc dù có những cái giới hạn, nhưng chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều vị tôn đức rất quan hỷ tạo điều kiện cho những vị giảng sư trẻ chia sẻ các pháp thoại tại chùa của mình. Chúng tôi đã từng thuyết giảng tại các ngôi chùa, là hội chủ, chủ trì của ngôi chùa là hội chủ của một giáo hội rất lớn ở hải ngoại. Nếu các vị tôn đức đó không có lòng thì làm sao mình có điều kiện để thuyết giảng? Vì Phật pháp đối với các ngài như là núi cao, còn mình như là những hạt cát, có thấm béo là bao nhiêu đâu. Nhưng mà các ngài vì thương tưởng thế hệ tăng ni trẻ, cho nên tạo điều kiện cho thuyết giảng. Nhờ cái duyên phúc đó đó mà chúng tôi đã có mặt chia sẻ ở nhiều nơi, và thấy là qua cách thức đặt câu hỏi đó thì cái mê tín ở người Phật tử là vẫn còn khá nhiều, là bởi vì Phật pháp vẫn chưa được phổ cập, do vì người ta hiểu lầm là đạo Phật là đạo chuyên tu chứ không phải là đạo học. Không học bản đồ Phật pháp thì không thể chuyên tu đúng phương cách được. Nếu không khéo ta đi lầm vòng ở trên cái chiếc dĩa, rút ruột cũng nằm ở chỗ thôi, nhưng không tiến xa. Cho nên học rõ về Phật pháp, nhất là nắm rõ được tứ diệu đế, thì ta tu mới đến chỗ và có thành quả ở mức độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Tất cả những thứ này nên liên hệ đến phương pháp luận. Tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh số 1, không có gì có thể hơn được. Các tổ dầu có chủ trương tông môn này pháp môn nọ cũng lấy một phần rất nhỏ của tứ diệu đế thôi, chứ không thể nào thay thế được tứ diệu đế hoặc là ngang bằng được tứ diệu đế. Nên giữa Phật và tổ, chúng tôi kính đề nghị là chúng ta theo Phật là đảm bảo rồi. Theo tổ đôi lúc là mình nhìn Phật pháp bằng cái lăng kính của cái giếng bé xíu à. Có người theo tổ thì nhìn Phật pháp bằng cái lỗ dột của nóc nhà, bằng cái khẽ của cái bức tường thôi, cho nên nó bị giới hạn. Trong khi đó Phật pháp thì bao la vô cùng vô tận. Các tổ thì vừa pháp môn, cho nên lấy một vài bài kinh làm nền tảng nè. Ví dụ như pháp môn tịnh độ, Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rút gọn lại bằng 6 âm tiết Nam Mô Di Đà Phật hết. Rồi Thiền Tông lấy những bài kinh Tứ Niệm Xứ, 16 pháp quyền hơi thở, hay là Đại Thừa thì sử dụng bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc là một số bản kinh khác như là Viên Giác, nói về thiền chỉ và thiền quán, hay là một phần quán niệm rất là sâu sắc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hết. Rút còn lại là chánh niệm tỉnh thức. Còn Thiền Bát Tông thì nghi tình để phá vỡ và phát huy được trên tâm thần trú. Còn các kinh mật tông cũng có 5-7 kinh, rút gọn lại là án mà đi bắt chi học. Trong khi đó cái biển học Phật pháp thì mênh mông, Đức Phật đã thuyết giảng 49 năm rộng rã. Và nếu chúng ta không truyền bá phổ biến nó đó thì mê tín dị đoan có mặt khắp mọi nơi. Cho nên cái câu hỏi thứ hai mà một vị đi sứ đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa nó, vai trò tăng sĩ thế nào, là phải truyền bá Phật pháp thôi. Ngoài pháp môn mình hành trì, nên truyền bá nhiều bản kinh bằng thuần Việt để cho các Phật tử từ những ngày tháng đầu tiên bước chân vào chùa đã có được chánh tín rồi. Nhưng mà không đó, đi chùa càng lâu mà không có chánh tín đó thì cái mê tín gì đó khó tháo dỡ được lắm. Đó là những điều mà chúng tôi rất là tha thiết mong cho cái việc mà truyền bá Phật pháp đã được lan rộng. Trước năm 75, nhờ cái phong trào đoàn giảng sư của Hòa thượng Thích Thiện Hoa mà ta có được rất nhiều bậc cao tăng thiện đại, và ánh sáng Phật pháp được lan tỏa nhờ cái bộ Phật học phổ thông mà ngày xưa được gọi là cây thang giáo lý. Nó có những tầng cấp từ thấp đến cao, học có bài khóa, có thứ tự, cho nên người Phật tử nắm vững hơn. Và bây giờ đó thì cái vai trò của bộ Phật học phổ thông vẫn còn vững vì giá trị của nó rất là phổ quát. Cho nên các chùa nên giảng dạy Phật phổ thông cho quần chúng ít nhất là tập 1, tập 2, tập 3. Đó là những vấn đề nhân thừa, thiên thừa, nhân bản, đạo đức xã hội và sự tu học nói chung, thì mê tín dị đoan chắc chắn không có. Chánh tín là ánh sáng, mê tín là bóng đêm. Chỗ nào ta bật công tắc của ánh sáng là bóng đêm nó sẽ tan biến. Bây giờ mình không chịu nỗ lực bật công tắc, thắp một ngọn đèn mà mình ngồi quyền rửa bóng tối thì bóng tối vẫn còn là nỗi ám ảnh và đe dọa chúng ta. Cho nên là phải quan truyền. Hòa thượng Thích Trí Quảng kể từ khi làm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương á, từ nhiệm kỳ thứ nhất từ năm 1981
cho đến hết năm 2007, mấy chục năm như thế, là chỗ nào thỉnh mời hòa thượng để thuyết giảng, nếu không bằng là hòa thượng đi liền. Và hòa thượng là cái người đã sáng lập ra lớp cao cấp giảng sư, rồi lớp trung cấp giảng sư. Nhờ đó các tỉnh thành có các vị giảng sư giỏi để mà hoàn thiện Phật pháp. Cho nên ta phải học những cái tấm gương như thế để làm cho Phật pháp được chuyên minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì có hòa thượng Thích Thiện Hoa là người đẩy mạnh cái vai trò của Hoằng pháp, bởi vì Đức Phật dạy Hoằng pháp và cái Phật sự Hoằng pháp là cái chính, còn các cái khác là cái hỗ trợ thôi. Văn hóa hay là từ thiện chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ cho Hoằng pháp thôi, chứ không phải là tất cả. Người tu sĩ Phật giáo mà bỏ Hoằng pháp, bỏ giống như là bỏ đi cánh tay phải của mình và lấy cái tay trái làm sở trường, dĩ nhiên thành quả sẽ không đạt được cao. Cho nên tu kiểu gì tu, ta cũng phải Hoằng pháp. Hoằng pháp có nhiều dạng, giảng kinh hay là dạy học, là viết sách, dịch sách, dịch kinh, để cho chánh tín được truyền bá và mê tín được giảm thiểu ở mức độ tối đa, đến lúc nào nó không còn nữa. Cho nên tăng ni, nhất là tăng ni trẻ, nên cố gắng là phát tâm học. Nếu các vị bổn sư hay là trụ trì ở nơi mình tu học mà chưa hoan hỷ vì thiếu người làm các Phật sự tại chùa đó, thì là cố gắng tha thiết, chân thành để mong cho thầy tổ của mình cho phép mình đi học. Và khi có đi học ở các Phật học viện hay là các trường trung cấp, trường cao đẳng hay là học về Phật giáo Việt Nam đó, ta mở mang được tâm trí, ta tu học có tiến bộ nhiều hơn, sau này ta đóng góp rất nhiều cho Phật pháp. Còn nếu mà tu học mà ta không có học đó, chỉ có tu không đó, thì từ lúc đó, may mắn thì tu đúng, không may mắn là tu sai. Mà tu sai thì ta phải chịu cái cộng hưởng tiêu cực của nhân quả, tại vì ta hứa chẳng sai. Do đó chỉ có con đường học Phật pháp mới có thể xóa bỏ được mê tín dị đoan thôi, mà không đó, thì đôi lúc chùa là trung tâm của mê tín dị đoan nữa, và mỗi tu sĩ sẽ trở thành là một cái dịp đó của mê tín dị đoan có mặt. Vấn đề thứ hai đặt ra đó là vấn đề nhập xác đó, thực ra nó không phải là mê tín, chỉ có ai lợi dụng nó để làm tiền đó là mê tín thôi. Còn cái hiện tượng nhập xác đó là một cái hiện tượng khoa học có thật. Cơ thể vật lý đó, thông thường nó chỉ có một tâm thức tồn tại, nhưng trong một số tình huống đặc biệt đó, thì nó có hai tâm thức tồn tại cùng một lúc, mà sự tồn tại đó không kéo dài thời gian lâu, nhiều nhất là 2-3 tiếng thôi, và phần lớn là chỉ có 5-10 phút. Vì tần số tâm thức của người nhập và người bị nhập đó, nó ăn khớp với nhau, và thân thể vật lý của người này đó, nó đang bị yếu, ví dụ như là suy nhược, hay là đang bị bệnh, mỏi mệt, bần thần, giả dưỡi, rồi thần kinh của người kia là bị suy nhược ở mức độ khá cao, là những điều kiện để cho tâm thức ăn khớp với một tâm thức đang có sẵn đó, có cơ hội được nhập vào. Khi nhập vào thì tâm thức của người bị nhập đó là bị khống chế hoàn toàn, giống như có một cái mình trùm lên cái cơ thể của chúng ta, mình biết mà mình không khác cứ lại được, bởi vì mình yếu hơn cái nguồn tâm thức ở chỗ khác nó nhập vào. Và do đó đó, người bị nhập sẽ nói ngôn ngữ của người nhập, tính khí của người bị nhập sẽ trở thành là tính khí của người nhập. Ví dụ cái người nhập là một ông già 120 tuổi nói khều khào, thì người bị nhập ví dụ là một cô thiếu nữ 18 tuổi sẽ trở thành cái giọng của ông già. Nếu người nhập là một cô bé 8 tuổi nó ngọng nghịu, người bị nhập là một bà già 80 tuổi thì bà già đó sẽ nói giọng của một em bé ngọng nghịu. Nếu người nhập là một người câm trước khi chết thì người bị nhập sẽ nói bằng ngôn ngữ da dấu. Nếu dữ liệu đó có mặt thì ta có thể tạm thừa nhận rằng đây là một hiện tượng nhập thật. Thứ hai đó, ngoài cái yếu tố như vừa nêu đó, thì cái người nhập đó thường đang muốn gửi gắm một cái gì đó, ví dụ như cái nỗi oan ức của họ do chết oan, hay là thương cha thương mẹ mà không biết giờ cha mẹ đang lưu lạc ở đâu, nên là muốn nhờ người khác giúp đỡ, vì cái lòng hiếu thảo trước khi chết nó vẫn còn đè nặng làm cho người đó buông không đành. Hoặc là người mẹ là mất con đến độ là tâm thần mà chết, thì khi chết đó, cái thần hồn của hương linh vẫn đi tìm đứa con của mình và tìm cơ hội để nhập vào
mượn thân xác của người đó để nói cái thông điệp này, để nói cái sự cầu cứu này, để nói đi cái nguyện vọng này, để mong được sự giúp đỡ đạo đạo. Tình huống thứ ba là người ta nhập vào để truyền một thông điệp, nhắc nhở, sách tấn, khuyên răn, để giúp cho những người đang còn sống đó bớt đi những cái xấu và làm những điều lành. Chúng tôi gặp những hiện tượng đó nhiều lắm. Và chúng tôi cũng là người đã từng trị những người bị bệnh nhập. Thở nhỏ năm 83-84 chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, mà hòa thượng tại đây là nổi tiếng về về trị bệnh ma. Mặc dù lúc đó còn là một chú tập sự thôi, cho nên cũng không học được trực tiếp từ hòa thượng. Nhưng mà sau này lại có duyên, ai bị ma nhập cứ đến dẫn đến mình, mình trì chú rồi tụng kinh rồi hướng dẫn chút xíu. Vấn đề là hướng dẫn để cho các hương linh nó nói lên cái nỗi quan ức của mình, rồi mà hướng dẫn làm sao cho ta an lòng, người ta mới ra đi được. Hoặc là khi ta truyền một cái thông tin nào đó, mình tiếp nhận thông tin đó và hứa hẹn làm và cố gắng làm cho được bằng được, rồi hướng dẫn người đó quay quy kính về tăng bảo để cho họ được ra đi. Đó là cái nghệ thuật để độ các hương linh nhập vào thân thể một người khác. Còn người nào mà bảo được là bị nhập á, mà nói cái giọng của mình bình thường, tính khí của mình cũng bình thường như thế, mặc dù có lớn tiếng hay là cái giọng hơi khá khá chút xíu, không phải là nhập mà đó là bị tâm thần, phải đem bệnh viện Chợ Quán mà chữa. Có rất nhiều Phật tử có con em bị bệnh tâm thần mà cứ tưởng là ma nhập. Bao hồi thì xưng thần, mốt thì xưng thánh, khi thì xưng ông, lúc là xưng bà. Chỉ đó không phải là ma nhập mà đó là tâm thần nhập. Phải trị càng sớm càng tốt, trì hoãn điều đó sẽ làm cho người đó khó phục hồi. Bệnh ít thì trị mới hết, bệnh lâu là trị khó. Mà muốn như vậy thì ta phải cho uống thuốc thường xuyên. Những người bị tâm thần thì không bao giờ muốn uống thuốc, họ nghĩ rằng họ không bị bệnh, họ mặc cả về sự bị bệnh, cho nên kháng cự sự điều trị và các dịch vụ y khoa. Là thân bằng quyến thuộc của những người đó đó, thì ta phải hiểu được điều này và phải buộc người đó phải uống bằng mọi giá, thì người đó mới khống chế được cái bệnh của mình. Thì thuốc nó vào, an thần có mặt á, thì các chứng bệnh nó giảm thiểu đi. Còn cái người mà bị ma nhập á, phần lớn là 5-10 phút thôi. Mà cái dấu hiệu cho thấy là có nhập á, là họ bị xỉn rồi. Và khi nhập xong á, lúc mà đăng nhập đó, họ trở thành những người cực kỳ mạnh. Ví dụ một phụ nữ đang để đau, yếu, đi không muốn nổi, mà nhập vô là trở thành là một lực sĩ, 5-3 người nam ghi lại không nổi, thì cái đó mới là nhập thiệt. Còn nhập vô mà yếu hơn là nhập dởm. Đó là cái dấu hiệu á. Khi xuất ra thì người đó ngã xuống liền, và hỏi lời người ta không biết cái gì đang diễn ra với mình, đã diễn ra với mình. Còn hỏi mà trả lời chênh chết là nhập dởm. Tại vì tâm thức nó bị khống chế, giống như đậy cái nắp lại ở trên một cái ly. Những cái gì mà diễn ra, ví dụ nước đổ lên cái ly này, nó không thấm vào bên trong được. Tâm thức đó nó không tiếp nhận được cái tri thức, cái tri giác, các hành động của cái người nhập nhập lên trên đó. Còn ai mà kể lại được, không phải là nhập mà là tâm thần. Điều thứ tư, ta có cái mẹo chặt để xác định người đó có bị nhập hay không. Ví dụ cái người đó đang ngồi đối diện với mình, phía sau có tấm bảng đen, mình bắt chặt hỏi là sao ông bà lại mà người đó phải xây thế này là biết dở mà. Bởi vì tâm thức nó không bị giới hạn bởi vật lý, không cần có con mắt nó vẫn biết được. Cho nên nếu mà sao là tấm bảng, kẻ theo caro, hay là tấm bảng đen hoàn toàn, hay là tấm bảng xanh, họ nói phốc một cái liền, không cần phải suy nghĩ, chỉ trong một tích tắc là trả lời được bằng trực quan, vậy đó mới là bị nhập thiệt. Cho nên đó, để xác định là cái người đến để trị bệnh đó, là có bị nhập hay không, ta phải làm công tác thẩm tra, ta hỏi trước một vài câu, kiểm tra thế này thế kia, mà nếu ta trả lời nó đúng như vậy đó, thì ta biết là bị, mới hỏi là nguyên do cái chết bây giờ còn có ức chế tâm gì không, có muốn nhắn nhủ gì không, có muốn hỗ trợ gì không, để cho người ta phải nói ra. Và khi nói ra đó, tùy theo tình huống mà ta ứng xử để ta làm cho cái đó được thoát khỏi cái sự vướng chấp này. Và lúc đó vị thực tập buông xả như câu hỏi đầu đó nêu ra đó rất cần thiết. Hương linh sở dĩ mà nhập vào chỗ này chỗ nào là vì chưa buông xả cái thi thể vật lý của mình, cái chết của mình, cho nên mới lẳng quẳng trong cảnh giới của ngạ quỷ. Và
mục đích của việc điều trị bệnh ma là làm sao cho người ta buông xả cái chấp ngã và chấp pháp. Có nhiều người ta ức quá, ức là một cái pháp và bám một cái ức đó cho nên không đi được. Do đó nghệ thuật là làm sao phá vỡ được cái chấp ngã cái pháp của hương linh thì hương linh mới ra đi. Do đó tăng ni nào cũng có thể làm công việc trị bệnh ma được hết á, chỉ cần nắm những cái kỹ năng như thế này. Và lúc đó phải tập trung cao độ, đừng có nghĩ là tôi mới tu tôi là không nổi, không sao hết á. Chỉ cần bình tĩnh và tự tin niệm, nếu mà mình chưa tự tin thì niệm thầm trong đầu danh hiệu Phật để cho mình có được sự trấn an, và xin hồi hứa tất cả những công đức tu tập tới từ lúc mà cạo đầu đến bây giờ cho cái việc điều trị cho hương linh này được thoát khỏi cái sự chấp trước, thì sẽ có kết quả thôi. Dĩ nhiên là có người làm thành công, có người không thành công, thì nó còn có cái duyên giữa người điều trị và con ma nữa. Có nhiều con ma mình nói nghe, có nhiều con ma nói không nghe, lì lắm, hoặc là hứa lèo đó, tức là giả bộ mà, giả bộ lắng nghe mình để cho mình ngưng không có tụng kinh nữa, ngưng không có thuyết giảng nữa, để cho nó đi cho bình an. Thì đó phải khéo léo và biết những cái kỹ năng đó để không cho ma lừa đảo mình. Như giống như người còn sống á, có nhiều đứa con đó, mình nói cái gì nó cũng dạ, dạ, con sẽ cố gắng làm ba, con sẽ làm má, nó hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà trứng nào tặc đấy à, nó không thèm sữa gì hết trơn. Mà cũng có nhiều hương linh ma lăng như thế. Cho nên ta phải có kỹ năng, phải khai thác được cái cút mắt dẫn đến cái chuyện mà họ bị lẳng quẳng trong cái cảnh giới cõi âm này là cái gì, thì mới hỗ trợ giúp đỡ cho họ được. Chứ mà chúc mà nhắn sáng vô một cái mà tụng kinh không thì đâu có giúp đỡ gì đâu. Cho nó thoát ra khỏi thân thể rồi nhưng mà nó tiếp tục bám vào thân thể khác. Vấn đề thuyết pháp đối với các hương linh là quan trọng chứ không phải là tụng kinh. Lúc đó đó thì ta tụng câu chú gì cũng được, câu kinh gì cũng được, thậm chí mình không tụng kinh câu chú gì cũng được, bạn có tác dụng. Chỉ cần hướng dẫn hương linh để cho hương linh là phục và chấp nhận sự hướng dẫn là hương linh mới ra đi được. Có lần chúng tôi điều trị cho một cái người bị bệnh ma, mà cô này đó mỗi lần mà mang thai đó là bị sẻ thai và sau đó là bị nhập liên miên. Thì hai vợ chồng rất là trẻ dẫn đến, thì tới gặp chúng tôi trong vòng 3 phút là nhập vào. Bắt đầu hương linh sổ một chàng tiếng Campuchia, chúng tôi bù luôn, quầy vốn không hiểu gì hết, mới đâu biết tiếng Campuchia đâu trị. Chúng tôi mới hỏi là trong gia tộc có ai là người Campuchia không, thì cả bên vợ lẫn bên chồng có mặt 7-8 người nói là không có ai là người Campuchia hết. Chúng tôi đề nghị bây giờ phải đi thuê một thông dịch viên Campuchia đến đây vào ngày mai thì mới trị được. Thì gia đình đó cũng hết sức là tích cực, ngày mai dẫn đến một người thông dịch viên rành về tiếng Campuchia và là người Campuchia nhưng mà biết rành tiếng Việt Nam. Cho nên khi nhập vào đó thì Hương Linh mới nói là con là một bé gái 8 tuổi bị chết ở cái vùng Sóc Trăng. Lúc đó đó là vào năm 1979, cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia đó, nên là bị lạc mẹ. Trước khi chết là mẹ bị lạc một nơi, cô bé lạc một nơi, cô bé khóc hoài cho đến lúc nào chết thôi nào không hay. Thì cô bé nói giờ tôi muốn đi tìm mẹ của tôi, làm thế nào để giúp cho mẹ tôi được hồi tuổi đó. Đó là cái thông dịch, người ta mới dịch lại như thế, mình hiểu rõ như vậy. Cái cút mắt là vì thương mẹ, nhớ mẹ, sợ mất mẹ và mất đi cuộc sống của mình, thì là bị vướng. Nhưng mà hướng dẫn hương linh 8 tuổi là khó lắm. Ta phải giải thích làm sao cho thấy là mẹ con bây giờ đang ở Tây Phương Cực Lạc á, đang chờ con bên kia. Mẹ con mới nhắn nhủ với thầy là nhờ thầy dẫn con về bên đó. Cho nên bây giờ con phải nương theo danh hiệu Phật, Nam Mô Di Đà Phật, và con nhất tâm lại, con sẽ về bên thế giới Đức Phật A Di Đà để gặp được mẹ. Đứa bé đó nó mừng quá, nó trời vậy hả? Rồi bắt đầu nó nói theo Nam Mô Di Đà Phật, vẫn không có kết quả, bởi vì nó không áp phê với danh hiệu Phật A Di Đà. Chứ tôi mới đổi nói như thế, làm như thế mà nó không xuất ra. Bây giờ bắt đầu mới đọc là Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, lọc nó lọc eo leo rành mạch như thường, bởi vì là từng đi chùa miên mà nên biết cái câu này. Cho nên kêu bây giờ con hãy lập theo cái lời thầy, thì nó lập theo 3 tiếng sau, 3 câu là nó xuất ra liền. Cô bé đó ngã xỉu xuống.
Cho nên ta phải hiểu rõ cái văn hóa của hương linh nữa thì mới có thể độ hương linh. Mà nếu hương linh là Thiên Chúa giáo thì khó độ. Và cũng rất may chưa gặp hương linh nào Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên nếu nhập thì chúng ta vẫn có cách tùy theo cái cuộc đối thoại để chúng ta khai thác các dữ liệu thì chúng ta mới hỗ trợ cho hương linh ra đi. Nói như thế là để cho chúng ta thấy là hiện tượng nhập là có thật. Ai trong hoàn cảnh đó thì có thể chứng kiến. Rất tiếc trong thời gian vừa qua đó, khi chúng tôi điều trị thì không có quay phim. Có lẽ trong sắp tới đó, khi mà ai đến điều trị ma là chúng tôi cho quay phim hết, để quý vị có thể tận mắt nhìn thấy, chứ còn kể lại đôi lúc mình không tin. Có nhiều người 70 tuổi bị ma nhập vô nói giọng em bé, còn có hương linh nhập vô cái là nói bằng ngón tay chỉ. Bởi vì hương linh bị ngọng, bị câm. Chia sẻ đôi điều như thế để chúng ta thấy cái nhu cầu tâm linh đó rất là cao đối với quần chúng, và các cái khóa lễ cầu siêu hết sức là có ý nghĩa và cần thiết để giúp cho các hương linh chưa được siêu được siêu. Còn vấn đề mà tìm hài cốt đó đối với người Phật tử không quan trọng. Trong quan hệ tình người, nhất là đạo lý hiếu thảo đó, rất nhiều người bận tâm làm thế nào để tìm ra được cái hài cốt của người cha, người mẹ, người thân bị thất lạc tranh. Mà không tìm được đó, thì mấy chục năm đó là thì cũng đừng nên như thế mà làm khổ lụy bản thân mình và khổ lụy ảnh hưởng tiêu cực đến hương linh. Lễ cầu là cần thiết. Cho nên khi ta gặp các cái cảnh huống mà hương linh nhập vào một người nào đó, đừng lợi dụng hương linh để giúp cho những người còn sống về việc A, việc B, việc C, mà phải giúp cho hương linh lập tức rũ bỏ sự chấp trước và mượn thân này để được siêu thoát. Ta lợi dụng hương linh để đánh đập, để báo đó, thì ta đang làm cái việc là lợi dụng, bị hậu quả rất là xấu. Thầy chúng ta kết thúc ha.